Cái là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn cả trên biển và trên bộ. Để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành chức năng, phân công cán bộ bám nắm địa bàn, trực tiếp tới từng hộ dân để tuyên truyền vận động tự giác tham gia phòng chống dịch, tích cực tố giác những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Trong cái quá trình chúng tôi mà thấy người lạ mặt hay là các nơi về, nói chung là Trung Quốc, Việt Nam, Trung Quốc có thể là nhập cảnh sang đây, thì chúng tôi phải có báo kiểm tra, báo qua các cơ quan có trách nhiệm, qua chính quyền. Thành lập các chốt chặn ở những khu vực từ đường biển lên rồi đường bộ. Duy trì như vậy là tham mưu duy trì 98 cái tổ tự quản. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly có chiều hướng gia tăng. Công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là các địa phương có tuyến biên giới, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, tiến hành kiểm danh, kiểm diện và giám sát chặt chẽ những đối tượng và cơ sở có biểu hiện nghi vấn. Chỉ đạo các cái đội trạm triển khai đồng bộ, phối hợp với lại công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là tập trung kiểm tra rà soát các cái cơ sở lưu trú, các cái nhà dân mà có cái nhiều cái khả năng cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép. Cách thức làm là rà từng ngõ, gõ từng nhà và yêu cầu là các chủ hộ, những gia đình mà có con em đi lao động tại nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, cam kết thứ nhất là khi mà người thân về nhà phải tuyên truyền vận động họ chấp hành theo cái việc cách ly theo quy định phòng chống dịch. Và thứ hai là cam kết trong cái việc là phát hiện, tố giác những cái trường hợp mà người nhập cảnh trái phép, và đồng thời cũng tuyên truyền cho họ luôn về cái hình thức xử lý nếu mà họ vi phạm. Từ ngày 12 tháng 1 năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt phối hợp với Phòng An ninh Nội địa và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh triển khai 3 chốt kiểm soát người và phương tiện trên tuyến giao thông. Chốt thứ nhất tại địa bàn huyện Tiên Yên thuộc xã Yên Than nhằm kiểm soát cái người nước ngoài nhập cảnh từ đường biên vào Quảng Ninh, và chốt thứ hai tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng kiểm soát cái tuyến cao tốc Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, và cái chốt thứ ba lại tại cổng tỉnh là thuộc thị xã Đông Triều. Thực tế cho thấy, trước sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng, hoạt động xuất nhập cảnh đưa dẫn người trái phép qua biên giới ngày càng tinh vi. Từ ngày 8 tháng 1 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 4 vụ bắt giữ 12 đối tượng về hành vi đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Các đối tượng là thường là có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng tổ chức trong và ngoài nước. Thế sau đó là những cái người nước ngoài mà nhập cảnh trái phép thì được các đối tượng đưa dẫn là lợi dụng vào cái thời điểm là ban đêm, địa hình đường biên giới là hiểm trở. Quá trình điều tra thì chúng tôi cũng đã đấu tranh triệt để, bóc gỡ nhiều đường dây. Quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép là biện pháp hiệu quả không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.